Phần 26 và cũng là phần cuối. Hai đứa tôi vẫn đi, đi tiếp cho đến khi gặp khu vực trại tị nạn của người Khờ Me thì Yến bảo tôi quay về lối cũ. Về lại khu buôn bán ở Ga Năng 1 thì cả hai vào một quán nước và chọn một cái bàn ngồi quay mặt ra bên ngoài đường. Ngắm người đi qua đi lại trong ngày mùng 1 Tết cũng là một cái thú đột ngột vì hằng ngày ở trại tuy đủ thứ, lo, trong trí nhưng hôm nay ai cũng tạm thời quên đi mọi chuyện để cùng vui với mình với người trong ngày đầu xuân hầu như ai đi ra đường hôm nay cũng đều mặc quần áo mới trông thật đẹp khác hẳn ngày thường hai đứa tôi cũng vậy yến mặc chiếc áo dài nàng mới may ở trại còn tôi thì quần đen sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng bộ áo dài của yến cùng màu hồng nhẹ bằng vải lụa với những cánh hoa nho nhỏ như là hoa cúc thêu nổi gồ lên trên mặt vải ở phần ngực ở cổ và hai tay càng làm tăng thêm nhan sắc của nàng một bức chân dung người tuyệt đẹp tôi nhủ thầm áo dài của phụ nữ việt trước giờ chỉ đi chung với quần màu đen hoặc là trắng nhưng ở trại tị nạn phái nữ đã mặc nó chung với quần đồng màu nên trông lạ và đẹp hơn với ai không biết nhưng cá nhân tôi thì phái nữ khi mặc áo dài họ còn trông rất hấp dẫn áo dài phụ nữ Việt, nó bỏ xa bộ sari của ấn hoặc là sườn xám của người Trung Hoa. Tôi ngồi thẳng người lên, trồm tới sát bên Yến và nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nàng. Khuôn mặt trái xoan có gò má hay hay hồng, môi đỏ và đôi lông mi đen cong vút. Thấy tôi chăm chú nhìn, nàng thoáng chút bối rối e ấp nở nụ cười tươi. Trời ơi, Yến đẹp quá, hấp dẫn quá. Tôi luống cuống, khẽ nắm lấy bàn tay nàng và thì thào yến yến ơi sao em đẹp quá vậy ở đây anh thật mừng khi mà quen thân được em ngày đầu năm anh chẳng biết nói gì ngoài lời chúc cho em luôn may mắn và bình an trong cuộc sống tôi ngập ngừng trong chốc lát nói tiếp xin chúc cho em qua được cái ải thanh lọc và mau chóng đi định cư nơi xứ người rồi tôi khẽ bóp nhẹ tay nàng mà yến vẫn để yên còn thì thầm em cảm ơn lời chúc đầu năm của anh phần em trong năm mới này thì em chúc anh luôn khỏe mạnh, ước gì thì sẽ được nấy và cũng được định cư nước thứ ba như anh đã chúc cho em. Tôi nhìn xuống bàn tay nàng, bàn tay có những ngón thon mềm với móng dài tròn sơn tím lấp lánh vụn kim tuyến. Nâng tay nàng lên định đưa lên miệng để hôn một cái thì Yến khẽ rụt lại rồi đảo mắt nhìn chung quanh như một cảnh báo. Tôi gật đầu hiểu ý thủ thủy anh cảm ơn em, vì nếu không có em bên cạnh thì cuộc sống anh ở trại nó sẽ tẻ nhạt lắm. Em đã giúp anh rất nhiều thứ dù chúng ta bên nhau mới chỉ trong vài tháng. Hai đứa tôi ngồi ở quán cà phê đó uống nước và nghe những bản nhạc xuân. Đây là một chuyện bất thường vì hầu như hàng ngày nếu đến quán thì chỉ có vào buổi chiều tối. Hôm nay hai đứa tôi đã phá lệ vì là ngày đầu năm mới. Ngồi ở đây bên yến, lòng tôi thoáng chút nhớ đến gia đình bên quê nhà. Giờ này ở bên đó cũng ngày mùng 1 năm mới, khu phố sẽ vẫn cảnh nhà nhà sạch đẹp trong lớp vôi mới, người người áo quần lượt là dạo phố, và dù ai có nghèo khổ chạy ăn từng bữa thì cũng phải cố sắm sửa chút ít sản vật cho có với người ta trong ngày đầu năm. Nhớ lại những ngày Tết năm xưa khi gia đình còn đầy đủ thân nhân ruột thịt trong nhà, nhưng rồi cha và anh trai tôi đã nằm xuống trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến mà phần thua thiệt về phía người miền nam kể từ đó gia đình tôi không bao giờ tìm lại được những giây phút cũ của các ngày lễ tết năm xưa nếu có thì sẽ không biết đến khi nào mà cũng chưa chắc cha mất chỉ còn mẹ may mắn là bà giỏi buôn bán và nhờ vậy đời sống trong nhà không phải chật vật lắm so với các láng giềng trong khu phố thời nào ở đâu thì ai ai cũng phải làm việc để tồn tại nhưng có một cái gì thiếu thốn trong cuộc sống và làm cho tâm hồn tôi cảm thấy bất an đó chính là bầu không khí tự do mà người dân miền nam đã mất ngay sau khi chiến tranh vừa kết thúc giờ đây được ở trong trại tị nạn tuy thiếu thốn và lo lắng về chuyện thanh lập nhưng dẫu sao vẫn còn hơn sống bên quê nhà Bên ngoài quán, nhiều người quần áo sạch sẽ đi lễ chùa, đi chúc Tết, nhưng vẫn có người tiếp tục công việc thường nhật, như người đàn bà bày các chiếc bánh bao trắng như những nụ hoa chưa nở trên một cái mâm nhỏ bên cạnh anh thanh niên bán bánh mì ở phía đối diện bên kia đường. Họ dường như không màng đến ngày Tết hay đơn giản, chính ngày này là ngày để họ bán đắt hàng nhất, khi mỉm cười chào mời khách qua lại. Trong năm mới này, tôi nghĩ nỗi lo chính của tất cả thuyền nhân trong trại là đừng bị cao ủy đánh rớt thanh lọc tôi và yến cũng vậy phải cố làm sao để qua được cái ải thanh lọc để khỏi bị cao ủy gửi trả về lại quê nhà sống ở đây ngày nào thì còn được hít thở cái không khí tự do ngày nấy dù là trong một phạm vi chật hẹp một đảo nhỏ tôi bảo với yến chưa biết sau này chúng mình sẽ ra sao nhưng thời gian sống ở đây có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong đời anh. Em cũng thấy vậy. Yến gật đầu với tôi rồi hoan hỷ. Em cũng mừng vì gặp được người như anh, đi bên anh hoặc ngay cả ở gần bên anh trong đêm tối mà em rất an tâm, không chút lo lắng. Mong rằng chúng mình vẫn giữ được mối tình cảm mãi mãi như thế này. Rồi Yến bộc bạch rằng chỉ sợ trong trại có người nào đó ở gần gia đình bên quê nhà. Biết nàng sống chung với tôi, thì sẽ báo tin cho thân nhân để rõ chuyện nàng thổ lộ ba mẹ cùng anh chị trong nhà mà biết em sống chung với anh ở đây thì chết em sợ điều đó lắm đó là lý do khiến em có lúc ngại đi đây đó bên anh mong là đừng gặp ai và nếu rủi có người quen với gia đình em ở đây thì em sẽ phải tách ra khỏi nhóm ngay điều nàng lo sợ là chính đáng mà thực sự tôi cũng không muốn nó xảy đến vì như thế sẽ buồn lắm tôi đã quen có Yến sống bên cạnh. Giờ đây nghe nàng nói vậy trong ngày đầu năm, tự dưng nó làm tôi lo nghĩ vẫn vơ. Nếu em phải bỏ đi, anh chắc sẽ rất buồn. Rồi lẩm bẩm trong suy nghĩ khi xoay người đưa mắt nhìn ra bên ngoài quán. Nhìn cử chỉ của tôi, Yến xích lại gần hơn và nói, Anh, hôm nay là ngày thứ sáu, không biết phòng an ninh P3V có cho phép thuyền nhân đi tắm biển không? Dầu gì cũng là ngày Tết ta của mình chứ bộ tự dưng em muốn hai đứa mình đi ra ngoài đó dạo chơi lòng vòng trên bờ và nếu muốn thì mình xuống tắm chung nữa nhóm chúng tôi đã không picnic ngoài biển từ sau chuyến đi trong kỳ trước nên khi nghe yến nói vậy tôi trả lời anh cũng không biết nữa để về ba rắc hỏi thử ông thăng xem đã nếu được thì chiều nay chỉ hai đứa mình đi thôi nha đừng rủ thêm ai nữa yến gật đầu nhưng tôi biết là không thể vì nếu phòng an ninh P3V cho phép thuyền nhân đi tắm biển hôm nay, thì ban đại diện trại đã dán thông báo từ mấy ngày trước rồi. Sau bữa cơm trưa đầu năm chung với anh chị Khảm Phượng, hai đứa tôi về lại Ba Rắc thì gặp Đỉnh cùng Bảy và Ánh Diễm từ trong ga lăng hai về. Cả ba người họ đang ăn cơm, thấy hai đứa tôi thì Đỉnh đã ép phải uống bia và chút rượu trắng hiệu ông già chống gậy, tương tự rượu đế bên quê nhà để mừng xuân. Yến lắc đầu nói bụng đã no và chỉ ngồi chơi thôi, còn tôi thì không thể từ chối, đành phải ngồi xuống rồi cầm ly. Định nói, trong ga lăng 2 tối nay ở mấy quán cà phê có vụ hát nhạc sống vui lắm. Ben mình có đi vào đó không anh Vũ? Tối nay thì vui chơi thoải mái vì không có giới nghiêm. Tôi biết rõ như vậy, mình xả láng một đêm nha. Chút xíu bia và rượu vì chiều ý đỉnh uống trong ngày Tết nhưng đã làm tôi mệt và không thể tính chuyện gì khác ngoài việc lăn ra ngủ. Ngủ như vậy cho đến khi bên tai tôi nghe những tiếng reo hò vang vang từ xa. Tiếng hò reo vang lên từng chập vọng lại ở nơi nào đó, gần hướng cái sân trống trên đường dẫn vào khu vực Thanh Lọc và Dôn Ba. Trong căn phòng chỉ còn một mình, tôi cố ngồi dậy và muốn đi đến nơi đó để xem chuyện gì đang xảy ra cho biết nhưng không thể. Rượu đã làm tôi mệt và nhức đầu nên đành phải nằm xuống và lại ngủ tiếp cho đến khi tỉnh giấc thì đã sẩm tối thấy yến có ở trong phòng tôi hỏi thì nàng cho biết tiếng reo hò từ trò chơi trèo cột bôi mỡ để lấy thưởng cột bôi mỡ chính là cái cột gỗ bào tròn chôn gần bên bàn thờ tổ quốc và cây nêu mà lúc sáng yến đã hỏi tôi nàng kể anh mấy người thi trèo cột đó thì chỉ được mặc quần đùi thôi và dù cố hết sức leo lên để mong lấy cái gói quà treo ở trên đỉnh mà không thể. Cột đó ban tổ chức đã bôi mỡ, nhớt bé bét nên mấy người tham dự trèo rồi lại bị tuột xuống hoài. Phải chi anh có mặt ở đó mà xem, vui và tức cười lắm. Mấy ngày Tết qua đi chóng vánh, trả lại khung cảnh bình thường của trại tị nạn. Có sống ở đây thì mới biết người Indo đạo hồi không ăn Tết ta, giống như bên quê nhà Việt Nam hay là Nhật Tàu hoặc là Đại Hàn. Có người thì đoán là có thể họ chỉ ăn mừng ngày lễ đạo hồi mà coi tương tự như ngày Tết ta của mình hay ngày đầu năm mới dương lịch của người da trắng. Qua Tết một vài ngày thì anh Khám và tôi đi vào Ga Lăng 2 để gặp ông Thành như câu chuyện mà ông đã hứa trong lần gặp gỡ của đêm dạ tiệc không gian hội ngộ. Đến Ba Rắc, may gặp được ông ta ngay và sau đó thì ông Thành đã giới thiệu cho tôi làm quen với một người tên là Đoàn Thạnh Nam. Tây Nam này biết rất nhiều chuyện về thanh lọc, về các luật tị nạn và có thể giúp cho chú em mày khai báo sau đó với cao ủy cho có lợi. Ông Thành lập lại câu đã nói trong lần trước với tôi và sau đó tiếp. Tôi có nói trước với thằng Trả về chú em mày rồi. Đừng có ngại nha, cứ thật tình mới quý. Chúng tôi đi lòng vòng các quán cà phê để kiếm anh đoàn Thạnh Nam và khi đến một quán gần khu vực bưu điện Thư Thường TMS thì mới gặp đoàn thạnh nam có tướng gầy thấp đang ngồi chung với hai người đàn ông khác tại một cái bàn ở ngoài sân nhỏ ngó xeo xéo gần chỗ ra vào của cái miễu tên là miễu ba cô nằm dưới tán lá rộng của vòm cây đa cổ thụ cái miếu này là chỗ thờ ba cô gái đã treo cổ tự tử chết chỉ sau khi nhập trại trong một thời gian ngắn nên mới có tên gọi như vậy ông thành trông thấy họ liền chào và kéo tôi cùng anh Khảm vào ngồi chung trong bàn. Đoàn Thạnh Nam sau vài câu xã giao với ba người mới đến, chúng tôi thì quay trở lại câu chuyện đang dở chừng. Người tị nạn là những ai? Trước giờ mình đã nghe nói đến chữ tị nạn rất nhiều lần rồi, phải không nào? Nhưng thế nào mới là người tị nạn? Cao ủy định nghĩa người tị nạn là người có nỗi lo sợ thấy rõ, bị ngược đãi vì các lý do như là chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, thành viên nhóm xã hội đặc biệt hoặc vì quan điểm chính trị. Cao ủy cùng chính quyền các nước tạm dung thuyền nhân như là Mã Lai Á, Phi luật Tân, Thái Lan, Hồng Kông và ở đây đã dựa vào bản công ước Geneva năm 1954 để thanh lọc thuyền nhân Việt mình, dù là ở lúc khởi đầu, bản công ước này chỉ để dành cho những người tị nạn cộng sản bên Đông Âu thôi. Các anh phải biết cái lời định nghĩa Lo sợ thấy rõ bị ngược đãi là câu then chốt để các luật sư cao ủy và sĩ quan Bộ Nội vụ Indo xác định mình là người tị nạn hay không. Tôi thí dụ nếu một gã công an khu vực luôn luôn tìm cách hành hạ anh vì nó ghét anh, khiến anh lo sợ đến nỗi phải vượt biên thì điều đó chưa đủ yếu tố để cao ủy kết luận anh là người bị ngược đãi đâu. Chỉ khi nào anh chứng minh được việc làm của gã công an đó đã có sự đồng lõa và hỗ trợ sau lưng của nhà nước cộng sản thì nỗi lo sợ của anh mới là nỗi lo sợ có căn cứ là thấy rõ well founded fear bị ngược đãi anh nam cười sau tia mắt sáng dưới cặp kiến cận khi nhìn chúng tôi tôi đã nghe anh khảm nói sơ về đoàn thạnh nam đến trại tị nạn ga lăng chỉ trước tôi có vài tháng nhưng may mắn là anh ta vừa được cao ủy tuyển vào làm nhân viên trong một nhóm thiện nguyện chuyên thảo đơn kháng cáo cho những người sẽ bị từ chối quy chế tị nạn. Nhóm này, người trong trại gọi là viết đơn khiếu nại và hiện đang ở không vì cao ủy chưa công bố kết quả thanh lọc. Như vậy anh Khảm và người phi công tên Thành cùng anh chàng đoàn Thạnh Nam này đều đã qua các thủ tục thanh lọc và chỉ còn chờ ngày nhận kết quả. Anh ta đang nói dở chuyện về Công ước Geneva 1954 thì như vậy chỉ có mình tôi và hai người đàn ông ngồi từ trước trong bàn là chưa qua thanh lập và cần phải nghe chuyện tị nạn nhưng lạ thay cả anh khám lẫn ông thành cũng chăm chú nghe những lời nói của anh ta thực ra đó bất cứ người dân nào sống trong chế độ cộng sản cũng đều là một tù nhân dự khuyết của chúng nội cái điều đó cũng đủ để cho mình một nỗi lo sợ có căn cứ về sự ngược đãi rồi các anh thấy là trước khi có vụ cao ủy bày ra chuyện thanh lập thì bất cứ người dân Việt nào mà vượt biên đến trại tị nạn thành công thì đều được họ công nhận là người tị nạn liền. Thời gian sống trong trại có kéo dài là để cao ủy tìm nơi định cư cho thuyền nhân đó. Nhưng anh Nam ngừng ở đây nhìn chúng tôi rồi lắc đầu nói tiếp. Cái gì trên đời hễ có thủy thì phải có chung. Những ngày vượt biên thành công khi đến trại rồi tự động là người tị nạn đã qua rồi. Đã qua rồi mà cũng một phần do người việt mình tạo ra cả tại sao lại do người việt mình tạo ra cả là sao hả anh nam tụi tôi không có hiểu ông thành hỏi đến được trại tị nạn thì khăng khăng là không thể nào sống được trong chế độ cộng sản nên phải vượt biên vậy mà khi rời trại đã đi định cư ở đệ tam quốc gia mới chỉ có vài năm thì đã có người quay về lại việt nam để du hí để làm ăn rồi thậm chí có người đi đi về về quê nhà như đi chợ thì chẳng trách sao mà cao ủy phải nghi ngờ về nhân thân thực sự của những người vượt biên chứ anh. Có cần sự bảo vệ từ cộng đồng quốc tế cho những cá nhân có thể sống an lành, làm giàu trong chế độ cộng sản đó không? Anh Nam lắc đầu hỏi lại. Không ai trong đám chúng tôi trả lời anh Nam. Đoàn Thạnh Nam có vầng trán rộng, trong mắt đen sắc tinh anh, sau cặp mắt kiến dày, và anh ta nói giọng chậm rãi của người miền Nam rồi anh đã kể thêm nhiều bản lý lịch khác của người dân việt sống trong chế độ cộng sản từ sĩ quan chế độ cũ thành phần phản cách mạng tu sĩ người dân lành và thậm chí ngay cả các đảng viên cộng sản phải vượt biên nữa mỗi cuộc đời người mà anh ta kể ra đều đặt các câu hỏi cho bọn tôi rồi anh trả lời ngay liền sau đó giọng anh ta thật khúc chiết lý luận vững rất thuyết phục người nghe Tại sao một người như anh lại có thể biết nhiều bản lý lịch người ta như vậy? Thật là lạ. Tự dưng một sự khâm phục đoàn thạnh nam đã nảy nở trong nhóm 5 người ngồi nghe của chúng tôi. Có những người khi đám Cộng sản chiếm được miền Nam Việt Nam Cộng Hòa thì họ là đối tượng bị bọn chúng ngược đãi và sự thật là vậy như trường hợp của hai anh Thành, anh Khảm đây. Họ là người tị nạn nếu vượt biên thoát được ngay khi đó nhưng đến thời điểm mà vượt biên như hiện nay thì họ có người sẽ không còn yếu tố đó nữa, vì có thể người đó đã có cuộc sống bình an trong chế độ cộng sản như dân buôn bán, chuyên biên kỹ thuật hay bác sĩ mà mình thấy nhan nhản trong xã hội sau này. Ngược lại có những người ở thời điểm của ngày 30 tháng 4 là phe cộng sản như đảng viên, bộ đội hay là công an, nhưng nay phải kiếm đường vượt biên vì nếu họ chậm chân thì cũng sẽ bị bọn cộng sản bắt bỏ tù hoặc giết chết ngay dù những cá nhân này trong quá khứ từng là đồng đội đồng chí cũ của bọn chúng anh nam nói thêm trời tụi công an bộ đội mà tị nạn cộng sản gì hả anh nam một người đàn ông ngắt lời hỏi lại cao ủy họ không thiên vị người miền bắc cộng sản hay người miền nam việt nam cộng hòa đâu anh đơn giản họ chỉ làm theo đúng luật tị nạn của liên hiệp quốc thôi Giọng anh Nam Làm đúng luật Bọn Việt Cộng có bao giờ tôn trọng luật lệ đâu Ông Thành cầu nhau Đúng vậy Nhưng với quốc tế thì không được Mình đôi lúc cảm thấy bực bội Khi biết có nhiều đảng viên công an hay là bộ đội cộng sản Đào thoát ra nước ngoài Thì được cao ủy sắp xếp cho đi định cư Tại Mỹ, Canada hay là Úc liền Như là đám miền Bắc Ở trại tị nạn Hồng Kông đó Trong khi người dân Việt như đám anh em chế độ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa chúng ta còn phải sống khổ chết dở trong tay bọn việt cộng bên quê nhà cao ủy cần quái gì đối xử tử tế với bọn này cứ tống chúng trở về lại việt nam đi vì chính cái đảng thổ tả của chúng mới là nguyên nhân tại sao làm cho dân mình phải vượt biên phải không nào anh nam ngừng nói mắt nhìn chúng tôi rồi tiếp nhưng làm vậy không có được ta hãy nhớ là trước đây khi việt nam còn phân chia hai miền nam bắc thì hễ có một người dân miền bắc nào bất kể người đó là công an bộ đội hay đảng viên mà vượt tuyến qua được bờ sông Hiền Lương để tị nạn, thì chính quyền quốc gia mình đều hoan hỷ đón nhận họ liền. Đón nhận trong vòng tay thân ái, trợ giúp tài tránh, phương tiện để người đó lập lại cuộc đời mới. Bây giờ vì không còn miền Nam Việt Nam Cộng Hòa nữa, thì các trại tị nạn của thuyền nhân Việt ở Hồng Kông, Phi Luật Tân, Thái Lan, Mã Lai hay Nam Dương đang làm nhiệm vụ của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trước đây đó. Lời anh Nam làm tôi nhớ những ngày đi vượt biên ra tận ngoài miền Bắc, sống tá túc trong các căn nhà tại vùng Tiên Yên, Đầm Hà và Hà Cối Móng Cái, giữa năm 88 trước khi vượt sang biên giới tàu để nhắm hướng đến Hồng Kông, tạm trú trong những căn nhà ở vùng địa phương này, chủ nhà đã cho tôi xem các tấm hình của thân nhân họ đang sống tại Canada, Anh Pháp Úc và cả Mỹ nữa. Điều bất ngờ với tôi khi đó những người trong các tấm hình chụp đều từng có lúc là công an, bộ đội khi mà họ đã còn ở trong nước. Người thuộc chế độ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa hay người thuộc phe cộng sản thì bên nào dễ thành người tị nạn hơn trong thời buổi thanh lọc này hả anh? Anh khám hỏi. Thuyền nhân nào như là cựu quân nhân viên chức của chế độ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, tu sĩ hay bộ đội công an cộng sản hoặc là thành phần phục quốc? thì cũng tùy vào cái hoàn cảnh khiến họ phải gấp rút bước chân xuống ghe để mà vượt biên và sự đào thoát đó có cần thiết cho họ hay không thôi anh nam trả lời thấy đám người chúng tôi yên lặng chờ nghe anh đoàn thạnh nam nói tiếp phải vượt biên vì bị chính quyền cộng sản ngược đãi liên tục hoặc là tạm thời sự ngược đãi đó đã chấm dứt nhưng có những kết luận hay là dự đoán sự ngược đãi sẽ quay trở lại với bản thân họ trong một tương lai gần Công bước Gene 1951 cũng đã nhận xét rằng, trong thực tế ít có người nào dám rời bỏ quê hương họ vì lý do người đó muốn làm một chuyến phiêu lưu để biết một thế giới khác so với nơi bản quán mình đang sinh sống. Các anh thấy là đi vượt biên đâu có phải dễ dàng như một chuyến du lịch, dù là trong thực tế có nhiều chuyến ghe đã đi thoát một cách thật dễ dàng khi vừa mới ra tới biển lớn chỉ vài giờ đồng hồ. Chưa đến cả đám chúng tôi kéo nhau đi ăn hủ tiếu sau đó quay trở về quán uống nước và tiếp tục câu chuyện đó cho đến chiều mà thực sự chỉ là để nghe một mình anh nam nói tôi thì thích thú do biết được thêm các điều mới nhưng cũng thêm lo lắng vì thấy việc qua được cái ải thanh lọc thực không phải là một điều dễ dàng anh khảm và người phi công tên thành cũng lộ vẻ ưu tư trên khuôn mặt dù là họ đã được thanh lọc xong và đang chờ ngày cao ủy thông báo kết quả đoàn thạnh nam cho biết là sau khi anh được tuyển vào làm nhân viên phòng kháng cáo cho những thuyền nhân bị từ chối quy chế tị nạn thì ông peter cao ủy trưởng đã họp mặt tất cả các nhân viên trong phòng để dặn dò công việc họ sẽ phải làm anh kể ông peter cho biết công việc của chúng tôi là chỉ dịch sang anh ngữ các lá đơn của những người muốn khiếu nại mà không hề huấn luyện thêm các kỹ năng khác cho cả bọn nghe nói vậy ông thành hỏi kỹ năng gì hả anh nam thì anh đáp có nghĩa là chỉ biết dịch thôi mà nhóm này không hề được cao ủy huấn luyện cách thức để viết một bản kháng cáo ra sao mới có lợi cho đương đơn nếu như vậy thì ai trong trại này biết anh ngữ kha khá mà không biết được đơn giản quá cần gì phải tìm đến tụi này cho mất công không ai trong cái phòng kháng cáo từng là luật sư mà giờ đây lại nhận làm cái việc của một người bào chữa biết viết bào chữa như thế nào cho người đã bị cao ủy từ chối. Ngoài việc họ viết sao thì chúng tôi dịch y như vậy. Lúc cuối ngày, anh Nam nói với tôi là có một số đàn em của anh cần phải dịch các giấy tờ họ mang theo để chuẩn bị cho ngày thanh lập sắp tới. Tôi nhận lời ngay nói là anh cứ bảo họ mang các giấy tờ đó đến phòng dịch thuật thì sẽ xong. Trên đường về lại ga lăng một, anh khảm hỏi tôi. Vũ thấy anh chàng đoàn thạnh nam này thế nào? hiểu biết rất rộng có vẻ phóng khoáng và chỉ vậy thôi vì em mới gặp anh ấy lần đầu mà anh dầu dị cũng rất là đáng phục tôi trả lời rồi mỉm cười rồi hỏi lại thế còn anh nhận xét anh ấy ra sao thì cũng như em vậy thôi nhưng nghe anh thành nói là anh chàng nam này sòng phẳng lắm có nghĩa là có đi thì phải có lại đó tôi kể chuyện anh đoàn thạnh nam cho các anh đinh vinh tám miễu biết rồi sau cùng là cả đám trong phòng dịch thuật đã làm quen đoàn Thạnh Nam và nhờ anh ta cố vấn về cách khai trong các bản lý lịch của từng người. Tết ta qua không lâu thì đúng y như lời, trong trại đồn đãi. Lúc 3 giờ chiều ngày thứ sáu cuối tuần, thì loa phóng thanh của phòng thông tin đã phát một tin mới. Thứ hai tuần tới, cao ủy và chính quyền Indo tại trại sẽ công bố kết quả thanh lọc của đợt đầu tiên, rồi sau đó danh sách thuyền nhân nhận kết quả, được họ đọc lần lượt trong cái hồi hộp lẫn lo lắng của nhiều người đang dở công việc nhưng khi vừa nghe tin đó thì đám chúng tôi ngưng tay liền và anh đinh vinh quyết định đóng cửa phòng dịch thuật sớm hơn thường lệ cả bọn chúng tôi gồm các anh đinh vinh tám miễu đặng phúc nhân nguyễn thanh danh cùng các cô lê anh hà triệu lệ lan và tôi kéo nhau ra về trong tâm trạng bất an vì không ai còn tâm trí đâu để làm việc dọc đường tiếng loa vẫn đọc tiếp tên từng người sẽ nhận bản kết quả của cao ủy về số phận mình. Đến ngã ba đường rẽ về zone 4 và hướng ga lăng 2, nơi vẫn còn bàn thờ tổ quốc. Anh Đinh Vinh nhìn cả bọn rồi nói, Cuộc đua nào rồi cũng phải có kẻ thắng người thua, người đậu kẻ rớt. Người thắng thì mình không nói làm gì vì tương lai đã mở ra trước mặt họ. Nhưng còn người thua, không biết tâm trạng họ ra sao đây, khi cầm tờ giấy từ chối của cao ủy, chắc chắn họ sẽ buồn lắm. Lời anh Đinh Vinh lãng vãng trong tâm trí tôi, người rớt thanh lọc thì ai mà vui được, ai cũng biết vậy nhưng sẽ là bao nhiêu người trong số 300 hồ sơ cao ủy công bố trong ngày thứ hai sắp tới đây. Dù có ít hay có nhiều người bị rớt thanh lọc, chuyện đó cũng sẽ gây xáo trộn cái không khí của trại tị nạn. Những ngày tháng êm ả sẽ không còn trong lòng người tạm dung nữa. Trên đường về Ba Rắc, tôi thấy từng nhóm người tụm lại yên lặng, ngồi nghe tin hoặc là bàn bạc với nhau điều gì đó. Khuôn mặt ai cũng lộ vẻ lo âu, dù ở zone 4 là zone của thuyền nhân mới nhập trại và chưa hề qua các thủ tục sơ vấn nào của cao ủy. Như thường lệ, của những ngày cuối tuần, sau bữa cơm tối ngày thứ bảy thì Yến và tôi cùng anh chị Khảm Phượng kéo nhau ra quán cà phê. Tối hôm nay quán cà phê nào cũng đông nghẹt khách nên phải chờ một lát mới có một cái bàn trống cho cả bọn bốn người chúng tôi. Anh Khảm cho biết cả hai người họ chưa có tên nhận kết quả trong đợt 300 người này. Và nói thêm, mấy bạn của anh làm ở phòng thông tin cho biết 300 người đợt này từ những ghe đến trại sau ngày 17 tháng 3 tới giữa tháng 6 năm 89. Anh nghĩ sẽ có bao nhiêu phần trăm người đậu và người rớt nhất là những người liên can đến chế độ miền Nam Việt Nam Cộng hòa. Tôi hỏi: "Khó đoán lắm Vũ, tụi bạn làm thiện nguyện ở phòng thông tin dò danh sách á thì đã biết có bao nhiêu cựu quân nhân viên chức Việt Nam Cộng hòa trong đợt này rồi và đều cho là tất cả thuyền nhân đó sẽ thắng, nhưng anh thì không nghĩ như vậy, phải chờ ngày hôm đó mới biết hết." Anh Khảm vừa cười vừa trả lời tôi. Tôi khẽ gật đầu tán đồng. Y như tôi, anh khám đã không nghĩ giống như những người ở phòng thông tin, là vì anh đã nghe những câu chuyện kể của Đoàn Thạnh Nam, tiếng trò chuyện từ những người ngồi ở các bàn gần bên cho cả nhóm tôi biết là họ cũng đang bàn luận về chuyện sẽ đến trong ngày thứ hai. Chị Phượng kể chuyện mà chị nghe từ những người trong ba rắc kể lại là có vài người sau khi biết mình có tên đi nhận kết quả thanh lọc đã hẹn nhau sẽ đến quán ăn để làm một chầu bia Heineken ngay khi họ vừa cầm tờ giấy kết quả của cao ủy từ phòng thanh lọc ra. Mấy người này quả quyết 100% là họ sẽ thắng. Chắc chắn thắng không thể nào thua được. Anh Khảm và tôi nhìn nhau không nói, nhưng cầu mong những người mà chị Phượng vừa kể đó sẽ được những gì như họ đã nghĩ, đã tin. Bởi vì rủi bị cao ủy đánh rớt thanh lọc, họ sẽ thất vọng vô cùng vì đã quá tin tưởng về hồ sơ của cuộc đời mình. Sáng sớm ngày thứ hai đến rồi, những quán cà phê ở Ga Lăng 1 chật cứng khách trong các dãy bàn. Đa số họ đều từ Ga Lăng 2 ra, chung với các thân nhân. Sau chầu cà phê ăn sáng ở các quán, thì lần lượt từng người tạm chia tay để đi vào khu vực thanh lọc nơi mà các trật tự viên thiện nguyện đã kê sẵn các băng ghế dài dành cho người ngồi chờ kết quả. Chỉ những người có tên trong danh sách thì mới được vào khu này. Đứng trong phòng dịch thuật, tôi dõi mắt nhìn ra bên ngoài xem các trật tự viên thiện nguyện ngồi tại một cái bàn cạnh ven đường đang dò tên, đối chiếu thẻ ID của những người mới đến. Đó đây, khá đông police Nam Dương trong bộ đồng phục, áo tím, quần đen, cùng giày sốt, đứng trò chuyện chung với các nhân viên phòng an ninh P3V gần bên chiếc xe ven trắng, có sơn huy hiệu hồng thập tự của bệnh viện Ga Lăng 2 đậu chờ sẵn. Đúng như lời bác sĩ Luân đã nói cho chúng tôi biết trước đó, xe của nhà thương trực sẵn để phòng những người sẽ ngất xỉu hoặc là tự sát khi biết số phận xấu của mình. Dù còn xa mới đến lượt bản thân mình mới lập hồ sơ sơ vấn, nhưng một mối lo lắng hồi hộp tự nhiên đến với tôi. Tôi hít một hơi dài rồi thở mạnh. Tôi lo chung với những thuyền nhân đang ngồi chờ, trong các dãy ghế không xa trước các cánh cửa của dãy phòng thanh lọc. 300 người trong danh sách nhận kết quả đã vào ngồi kín trong khu vực chờ gọi tên rồi mà cao ủy vẫn chưa thông báo. Đông người ngồi sát bên nhau nhưng ai cũng im lặng và đều chung vẻ mặt lo âu thấy rõ. Đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi, ngoài sân những tia nắng đã nóng hơn trước, nhiều người đã lấy khăn ra thấm các vệt mồ hôi trên trán. Chợt tiếng một thiện nguyện viên trật tự gọi tên người đầu tiên, rồi người thứ hai, người thứ ba và người kế tiếp. Bốn người này theo hướng dẫn của các nhân viên phòng an ninh P3V đi từng người vào trong dãy nhà của phòng Thanh Lọc. Khoảnh khắc trôi qua chóng vánh, bốn người họ quay ra rồi đi thẳng mà không nói, không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của những thuyền nhân đang ngồi đang đứng ở gần đấy. Họ đậu hay rớt Thanh Lọc? những người được gọi tên kế tiếp cả nam lẫn nữ cũng vậy họ vào lấy tờ kết quả xong ra đi thẳng tuốt bên ngoài luôn thấy vậy tôi liền nói với anh đinh vinh anh cho phép tôi nghỉ việc buổi sáng nay nha tôi muốn đi ra phía bên ngoài để xem coi những người vừa rồi đậu hay rớt ra sao đi ra khỏi khu vực thanh lọc một đám đông làm thành một hàng rào người ở ngay đoạn khuất bức tường tôn của Zone ba chắn ngay trước mặt tôi tôi mỉm cười với những người đứng gần nhất thấy tôi đi từ bên trong ra nên có người hiểu lầm khi tiếng ai đó vẳng tới sao rồi huynh ơi ê chả cười kìa vậy là chả đậu rồi đậu phải không sao không nói gì hết vậy nghe vậy tôi lắc đầu định cho họ biết là tôi đi ra ngoài đây để xem kết quả sổ thanh lọc thì tiếng một người nào đó trong đám đông nói khá lớn cha này lắc đầu luôn mẹ bà Nãy giờ chưa có người nào đậu hết á. Tôi nhập ngay vào đám người náo nhiệt ồn ào này. Quá đông người họ đứng chen chúc tại đây để chờ tin tức thân nhân. Hoặc vì hiếu kỳ đi xem, đã làm bít kín cả con đường dẫn vào khu vực thanh lọc. Vài người khá lớn tuổi choàng tay vào vai tôi an ủi. Thôi đừng buồn em, đừng buồn nha chú em. Họ đã tưởng tôi là một trong số 300 thuyền nhân nhận kết quả của sáng hôm nay. Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong trí làm tôi giật mình. Tại sao tôi lại lắc đầu khi nghe họ hỏi tôi câu đậu thanh lọc? Tôi đã vô tình vừa làm một điều gỡ, làm một chuyện xui xẻo cho mình sáng nay rồi. Ý nghĩ thoáng qua này làm tôi cảm thấy buồn, lo sợ vẫn vơ trong lòng. Vòng người lại kích động, đổ dồn lại khi thấy có thêm các người khác từ bên trong đang đi ra. Nhìn mặt tôi, một người đàn ông đứng gần đó, tiến đến hỏi nhỏ, giấy báo rớt thanh lọc của cậu đâu rồi làm ơn cho tụi tôi xem chút coi một người phụ nữ khác cũng bước đến lắc đầu và mỉm cười vẻ thông cảm chia buồn với tôi tôi liền nói cho hai người họ biết về mình xong nhập chung với đám đông để xem những người vừa đi ra tới không biết có ai trong số họ đậu thanh lọc không nhưng tất cả những người này khi ra tới nơi đều lắc đầu mặt họ buồn so không nói một lời nào một người đứng gần tôi nói giọng miền nam trời ơi 36 người sổ rồi mà không có mạng nào đậu hết, rớt ráo trọi. Chợt có tiếng còi hụt, lại vang lên từ bên trong. Mọi người nhìn nhau tuy không nói ra, nhưng ai cũng biết đó là tiếng còi hụ của xe van cứu thương. Vậy là vừa có chuyện gì không hay xảy ra ở bên trong đó rồi. Đám đông vội giãn rộng tấp vào hai bên lề để chừa ra một khoảng trống giữa đường cho chiếc xe cứu thương đang chậm chậm, chậm chạy đến. Xe lướt từ từ qua đám đông người vây quanh trong ánh mắt hiếu kỳ. Nhìn qua ô cửa kiến, ai cũng thấy hai nhân viên thiện nguyện của nhà thương đang lúi húi săn sóc một người nằm trên băng ca trong xe. Chiếc xe ven cứu thương đó chạy ra tới ngã ba đầu đường, liền quẹo trái và thẳng về hướng ga lăng 2. Tôi nhìn đồng hồ tay đã là 11 giờ 48 phút trưa ngày 4 tháng 3 năm 91. Chiếc xe cứu thương đi rồi thì nhanh chóng đám đông dồn trở lại khu vực cũ và dõi mắt vào phía bên trong chờ thêm có người sẽ ra tiếp. Nhưng chờ cả 15 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng ai. Trời bây giờ đã thật nóng, ánh sáng làm chói lòa hai mắt người đứng ở ngoài nắng. Có người đã phải bung cây dù ra để che nắng. Nhiều người đứng chen chúc nhau trong bóng mát của hàng cây ven đường. Dù vậy, tiếng trò chuyện vẫn lao sao như ở trong một cái chợ chưa thấy ai đi ra nữa. Chắc có chuyện gì trong đó rồi. Đám đông đứng chờ vậy cho đến khi chiếc xe cứu thương quay trở lại vào khu vực thanh lọc mà vẫn chưa thấy ai ra tiếp. Tại sao vậy ta? Hay là thấy có người phải đưa đi cấp cứu nên các sĩ quan phòng an ninh P3V đã cho ngưng việc công bố kết quả. Sẽ sổ tiếp tục trong ngày hôm nay hay là rời qua ngày khác? Rồi đã hơn nửa giờ đồng hồ chờ đợi mà vẫn chưa thấy ai đi ra. Tôi định quay trở vào dịch thuật thì có những tiếng nói khá lớn. Sổ tiếp rồi nè, có mấy người đi ra kia kìa. Tôi vội vàng chen vào dòng người đang dồn cục trở lại và cố nhìn về phía con đường bên trong. Lần lượt ba thuyền nhân đang đi ra trên con đường vắng. Họ đến gần miệng nở nụ cười rạng rỡ. Tiếng ai đó cạnh bên tôi la lớn. Mấy người này đậu rồi bà con ơi, đậu rồi. Trời ơi, họ đậu thanh lọc rồi. Những thuyền nhân đó đến gần nhóm người đang đứng chờ xem hai người đàn ông miệng cười thật tươi đưa ngón tay trỏ lên trời còn chị phụ nữ thì nước mắt ràn rụa cái bà này đậu thanh lọc tại sao bà lại khóc kỳ vậy phải mừng chứ tiếng người nào trong đám đông hỏi và rồi ngay sau đó một giọng đàn ông khác trả lời đàn bà là vậy đó cha khổ cũng khóc mà vui quá họ cũng khóc nước mắt nước mũi tùm lum có khi thấy mà chán lần lượt 20 thuyền nhân đi ra, đều cầm vé đậu hết. Mặt người nào người nấy rạng rỡ khác hẳn với những người bất hạnh trước đó. Thân nhân của họ xuống lại gần bên, chia sẻ niềm vui chung bằng một nụ cười và bằng cả những giọt nước mắt. Đậu thanh lọc nhưng ai nấy cũng khóc ngon lành. Tự nhiên bất kể những cặp mắt của đám đông vây quanh, giọt nước mắt lăn trên bờ má của họ khác gì giọt nước mắt của những người vừa cầm tờ giấy rớt thanh lọc vẫn đang ngồi hoặc là đứng thất thần vô hồn ở nơi này hay nơi kia bên vệ đường dưới các bóng cây. Sau đợt sổ 20 thuyền nhân đậu thanh lọc này thì những đợt ra tiếp sau đó cứ kẻ rớt người đậu ra chung với nhau. Bây giờ thì không cần ai phải cất tiếng hỏi nữa vì chỉ cần nhìn khuôn mặt từng người cầm giấy trên tay thì cũng biết kết quả thanh lọc của người đó rồi. Những người sau cùng còn lại đi ra là đám trật tự viên thiện nguyện thuộc ban đại diện trại cùng với chiếc xe ven cứu thương, xe chở đám phòng an ninh P3V và Police Indonesia. Đám người đứng xem đã giải tán thưa bớt hẳn. Tôi đi dần ra phía ngoài đường, gặp một nhóm bốn người đứng dưới một lùm cây gần vệ đường đang truyền tay nhau xem tờ giấy kết quả thanh lọc của một thuyền nhân vừa bị cao ủy đánh rớt. Ghé mắt vào tờ giấy tôi đọc. Có nghĩa là tuyên bố của người nộp đơn về sự thật này không chứng minh được nỗi sợ bị đàn áp có cơ sở theo nghĩa của công ước năm 1951 vì ông đã có thể tiến hành một cuộc sống có thể chấp nhận được ở Việt Nam. Vì vậy, ông không thể được coi là người tị nạn theo công ước năm 1951. Tờ giấy được người vừa xem trả về cho chủ nhân của nó kèm theo lời nói: "Mẹ bà nó" Tờ giấy nào cũng phán câu có thể sinh sống bình thường tại Việt Nam, lính cộng hòa mà sao sống yên ổn với bọn Việt cộng được hả trời, thanh lọc như vậy là chết cha con người ta rồi." Thuyền nhân vừa nhận tờ giấy rớt thanh lọc đó lộ vẻ buồn rầu, trên khuôn mặt khắc khổ gầy gò đen sạm. Ông ta đứng dựa lưng vào thân cây không nói lên lời, khi một người trong nhóm khẽ hỏi ông, "Định nhờ ai viết kháng cáo đây anh? Thời hạn cao ủy quy định chỉ có 15 ngày đó." Người đàn ông vẫn im lặng, chưa trả lời câu hỏi. Vẽ mệt mỏi, thất vọng, hành trên khuôn mặt, khóe mắt. Ông ta từ từ gấp tờ giấy và đút nó vào trong túi áo, thở dài rồi nói chậm rãi. Tôi buồn quá các anh ơi. Với tôi, hôm nay nói như là ngày 30 tháng 4 năm 75 vậy. Một lần nữa người Mỹ lại phản bội, bỏ rơi đồng minh miền Nam Việt Nam Cộng Hòa mình. Thôi, mình đi về đã, việc kháng cáo sẽ tính sau. Tôi gật đầu tỏ ý chia tay với ông ta cùng những người đứng chung quanh trước khi bỏ đi. Nhưng đi được vài bước thì tự dưng tôi quay lại nhìn. Ông ta lê từng bước chân chậm chậm nặng nhọc như người có cố tật. Không đúng. Hình như trong đôi giày cũ của ông nơi bàn chân phải chỉ còn một nửa. Ông là người tàn phế, một thương phế binh của chế độ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn vừa nghe xong hồi ký Cơn sóng dữ của tác giả Phạm Thắng Vũ. Ông sinh năm 1957 tại Ban Mê Thuộc, gốc Sơn Tây, Hà Nội, đã đi dạy học, công nhân nhà máy trước khi vượt biên và sống gần 7 năm ở trại tị nạn Ga Indonesia. Hiện cư trú tại Michigan, Hoa Kỳ. Như vậy là tác giả đã đậu thanh lọc và hiện nay đang sống ở Hoa Kỳ. Khi mà Thiên Hoàng đọc hồi ký này, đó, thì Thiên Hoàng không có đọc ở phía sau cho nên Thiên Hoàng không biết là anh đi dạy học. Thiên Hoàng cứ nghĩ rằng là anh không phải là nhà văn nhưng mà tại sao anh viết quyển hồi ký này quá hay đi. Lời văn của anh rất là gãy gọn, suông sẻ. Anh kể từng chi tiết. Giọng văn của anh có khi dí dỏm và có khi cũng dạt dào tình cảm. Sau khi đọc xong quyển này thì bây giờ Thiên Hoàng mới nhìn lại cái phần tiểu sử của anh thì là anh đã đi dạy học. Hèn chi, anh viết văn quá hay. Cảm ơn anh Phạm Thắng Vũ đã cho chúng tôi biết về cái cuộc vượt biên của anh và những cuộc sống ở trong trại tị nạn đã như thế nào. Trời ơi, bây giờ đó, đọc đến cái phần này rồi mới thấy là anh sống gần 7 năm ở trong trại tị nạn. Oh my God, một thời gian là quá dài luôn. Nhưng mà dẫu sao, khi mà biết được hiện nay anh đang sống ở Michigan Hoa Kỳ thì Thiên Hoàng rất là vui chúc mừng anh Thiên Hoàng xin chúc cho anh luôn luôn sức khỏe và chúc cho anh và gia đình mỗi một ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc tràn đầy con sóng giữ là một bút ký hay nhất lưu lại đầy cảm xúc và kỷ niệm của đời người tị nạn và đối với những ai chưa từng vượt biên con sóng giữ sẽ là một chiếc cầu nối của sự cảm thông giữa con người về tri thức tình yêu tội lỗi tinh thần dân tộc nói riêng và tình đồng loại nói chung sự đau thương rất riêng tìm thấy trong con sóng dữ là những nỗi đau không thể tìm thấy trong bất cứ hoàn cảnh nào khác trong đời sống hiện thực của xã hội đương thời bằng một giọng văn nhẹ nhàng bình dị không bóng bẩy nhưng rất chân thành anh đã dày công ghi chép lại tỉ mỉ từng chi tiết chặng đường tị nạn lịch sử này những người mà trong đó có tôi đại đa số vì một lý do khách quan nào đó đã không làm được hơn thế nữa tôi không nghĩ là vì thời gian hay tiền bạc mà có lẽ là không ít trong chúng ta không đủ khả năng can đảm và nghị lực để ghi lại cuộc hành trình hãi hùng của chính mình một lần nữa cảm ơn anh vũ cảm ơn con sóng dữ nhờ nó mà tôi đã tìm sống lại được một ít kỷ niệm của chính mình trong những ngày vượt biển tìm tự do và tôi hiểu rằng những gì tôi đã trải qua chứng kiến trong suốt thời gian sống ở các trại tị nạn đã đúc kết một phần không nhỏ con người của chính tôi hiện tại và sau này chuyện vượt biên là chuyện dài nhiều tập thường được kể cho nhau nghe trong các trại tị nạn hoặc những lần anh chị em chúng tôi có cơ hội gặp nhau Tôi đã nghe rất nhiều về những câu chuyện hải hùng nguy hiểm như thế, đa số là những chuyện ra đi bằng đường biển hoặc đường bộ qua ngã Campuchia Thái Lan. Những câu chuyện tôi đã nghe được là những chuyến ra đi vào cuối năm 79-80. Con sóng dữ là câu chuyện của thuyền nhân đi vào cuối thập niên 1980. Hành trình trong con sóng dữ có những sự kiện giống như những chuyện tôi đã từng nghe trước đây, nhưng cái khác của con sóng dữ chính là thời điểm mà làn sóng tị nạn đã bớt đi rất nhiều. Cộng đồng quốc tế đã gần như quay mặt né tránh những khát khao, lời cầu nguyện của thuyền nhân Việt Nam. Điều đáng nói là ngay cả khi thuyền nhân đã may mắn sống sót, được nhập trại sau năm 89 thì đã không còn được cộng đồng quốc tế công nhận là dân tị nạn nữa. Đau đớn lắm, họ đã bị cưỡng bức trả về cố quốc nơi mà hiển nhiên là cuộc sống và con người đã không chịu nổi nhiều sự áp bức về mặt tinh thần và cái quyết định bỏ nước ra đi dù hiểu rằng sự ra đi có thể phải hy sinh đến tính mạng là một chứng minh mạnh mẽ nhất đối với sự việc phải ra đi. Đây là lời của anh Phạm Trường Lưu cũng là một thuyền nhân Thái Lan Indonesia 1981-1982 từ đêm đại dương đến con sắm giữ cách đây 39 năm tôi rời việt nam trên một chiếc ghe đánh cá nhỏ cùng với bốn bạn đồng hành khác chúng tôi thay phiên nhau lái ghe từ nha trang vượt đại dương nhắm hướng manila phi luật tân không một ai trong chúng tôi có kinh nghiệm hay hiểu biết về hải hành một đêm không trăng sóng lớn đang lái ghe tôi chợt nhớ đến một bài thơ của victor hugo bài ocean Nox, đêm đại dương mở đầu bằng những câu tạm dịch như thế này có biết bao thủy thủ có biết bao thuyền trưởng vui vẻ hăm hở lao mình vào các chuyến viễn du có biết bao nhiêu người trong số đó do định mệnh nghiệt ngã mất hút theo chân trời mờ nhạt tan biến vào lòng đại dương không đáy trong một đêm không trăng khi còn đi học nét bi hùng của bài thơ gây cho tôi nhiều xúc động vào lúc này chơi vơi trên biển cả không là thủy thủ không là thuyền trưởng trong lo sợ trong sự cảm nhận sâu sắc thân phận nhỏ nhoi mong manh của mình giữa đại dương bao la, tôi càng xúc động hơn. May mắn chúng tôi đến được Manila an toàn. Ghe chúng tôi là một trong những chiếc đầu tiên đến được Manila sau biến cố 1975. Những ngày kế tiếp, những năm tháng kế tiếp, hơn một triệu đồng bào lần lượt lao mình vào đại dương. Từ 200 đến 400 ngàn trong số đó không bao giờ đến nơi không bao giờ trở về nhớ lại bài ocean nax của victor hugo tôi không còn chút xúc động nào nữa cái bi hùng trong ocean nax không nghĩa lý gì với những thảm kịch kinh hoàng đồng bào tôi đang trải qua trên đại dương đói khát tuyệt vọng cướp bóc hãm hiếp giết người bắt cóc chìm tàu và trong vài trường hợp phải ăn cả thịt người để tồn tại như đã kể trong một bài viết đã đăng vài năm trước đây, tôi có một người bạn trẻ vào giữa thập niên 1990 tình nguyện làm việc trong một bệnh viện tâm thần ở Boston và tại một số tư gia do cơ quan tị nạn địa phương bảo trợ. Bệnh nhân của anh thuộc nhiều thành phần người Việt khác nhau, tuổi từ 15 đến 70. Ở đây có những người đàn bà điên loạn sau khi trải qua những nỗi đau kinh hoàng trên biển, mất chồng, mất con, bị hãm hiếp, ở đây có những đứa trẻ mới trước đó sống êm ấm với gia đình bỗng chứng kiến những cảnh hãi hùng rồi vụt cái mất cha mất mẹ mất anh em rồi ngơ ngơ ngác ngác trong một xã hội hoàn toàn xa lạ ở đây có những người qua tuổi trung niên hoàn toàn mất định hướng không đương đầu nổi với những đổi thay quá lớn quá nhanh về hoàn cảnh văn hóa ngôn ngữ xã hội ở đây có những thanh niên mắc các loại bệnh về ảo giác lúc nào cũng trông thấy những hình ảnh kỳ lạ, nghe những âm thanh ma quái, luôn thúc giục mình làm những điều không phải vân vân. Anh cho biết chỉ có khoảng 25% trong số bệnh nhân này hồi phục, có thể tiếp tục đời sống tương đối bình thường như nhiều đồng bào khác của họ. Những người còn lại đa số không chữa trị được. Đời sống của họ như thế nào qua từng tháng ngày trong khu bệnh viện tâm thần, cho đến những giờ cuối cùng của đời họ, ít ai biết. Ngoài ra còn biết bao thảm kịch khác mà mỗi người trong chúng ta hoặc đã chứng kiến, hoặc nghe kể lại, nhưng cái thảm kịch lớn nhất vẫn là cái thảm kịch của một dân tộc mà những người làm chính trị đã khiến người dân bình thường sợ họ hơn sợ nỗi chết. Đó cũng là thảm kịch của một đất nước mà quân đội luôn luôn vinh danh về sự hùng mạnh, về những chiến thắng trên trận mạc, nhưng hoặc bất lực, hoặc cố tình làm ngơ trước những cướp bóc, hãm hiếp giết người man rợ của bọn cướp biển ngoại nhân. Chỉ có vũ khí thô sơ, dù rằng chiến tranh đã chấm dứt, dù rằng nạn nhân là những con người vô tội, hầu hết không hề cầm súng, và họ cũng là những người được sinh ra từ trăm trứng của mẹ mình. 40 năm đã trôi qua từ ngày chiến tranh chấm dứt trên quê hương, gần 30 năm đã trôi qua từ lúc những chiếc ghe cuối cùng của thuyền nhân Việt Nam chìm sâu trong lòng đại dương. Hồi tưởng lại thảm kịch đó, để thắp một nén nhang cho những người đã khuất để nguyện cầu sự siêu thoát cho những oan hồn trên biển đông và cũng là lúc để mỗi người việt nam tự chiêm nghiệm về chính mình về những gì đã làm những gì đã không làm những gì lẽ ra không nên làm quan trọng hơn hết để thực sự dấn mình vào những nỗ lực của cá nhân và tập thể cần phải có cho thế hệ này và cho những thế hệ kế tiếp để xã hội nhân bản hơn tôn trọng những quyền căn bản của con người hơn và để người dân có tự do, có cơ hội sống một đời có phẩm cách như trong bao nhiêu quốc gia tiến bộ khác. Chỉ có như thế, cái thảm kịch như từng xảy ra trên biển Đông sau 1975 sẽ không còn xảy ra cho dân tộc Việt Nam trong tương lai nữa. Đây là lời phát biểu của Trương Vũ. Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những hồi ký khác